Em xin lỗi anh nhiều lắm vì đã hiểu lầm anh. Nếu như ngày xưa em không nóng nảy, nông nổi mà suy nghĩ thấu đáo hơn, tin tưởng anh nhiều hơn, thì có lẽ bây giờ anh và em và cả con của tụi mình đã có thể hạnh phúc bên nhau rồi. Sao cổ khóc dữ vậy? Có vẻ là cổ thật lòng yêu thương cậu lắm. Nhìn thấy cổ không có diễn gì hết, nhưng mà rõ ràng cổ rất mưu mô giả tạo mà. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cổ đây? Anh thấy khó chịu ở đâu hả? Anh cứ nằm đi. Không sao. Anh vì cứu em cho nên mới bị như vậy. Em khóc vì hối hận đã làm liên lụy tới anh thôi. Cứu người là chuyện nên làm mà. Nếu là người khác anh cũng sẽ cứu thôi. Huống hồ anh với em còn là bạn của nhau nữa. Không lẽ anh ấy đã tìm được người con gái khác ở bên cạnh an ủi, giúp ảnh xoa dịu nỗi đau về sự ra đi của mình hay sao? Chính là cô Phương mà anh đã nói. Bởi vì yêu cổ nên anh mới tìm chân anh kết hôn giả để không phải cưới Linh. Nếu thực sự như vậy thì mình phải làm sao đây? Có phải nơi đây trong ta nay đang phủ kín muôn sắc hoa, thoáng chốc quên đi đau thương, nghe theo giọng nói ngây thơ.